Kính chào cô bác và anh chị đã quay trở lại với kênh của em. Lại một mùa gáo nữa đến. Những cây gáo vàng rực những cái quả rất là đẹp mắt. Cây gáo nước là một loại cây thân gỗ thường xanh thuộc họ cà phê với các cái loại như là gáo trắng, gáo vàng và gáo đỏ. Theo kinh nghiệm dân gian thì cái loại cây này thường được sử dụng để làm vị thuốc chữa bệnh do nó chứa nhiều cái dược tính tốt là cây gáo vàng nha cô bác và anh chị Còn một loại đó là gáo tròn và gáo trắng là một loại khác nữa Em sẽ chèn phía trên các cái hình ảnh của ba cái loại gáo này Để cô bác và anh chị mình tiện phân biệt và theo dõi với loại gáo vàng này thì trong dân gian bà con mình có thể sử dụng cái quả của nó khi đến mùa Người ta sẽ lấy cái phần trong của quả khi nó dụng hết cái cái phần bên ngoài này đi để kho cùng với cá nó có một cái vị chát rất đặc trưng hay cô bác và anh chị cũng có thể ăn quả gáo chấm muối một cái món ăn tuổi thơ của rất nhiều người bộ phận được sử dụng làm dược liệu của cây gáo đó là người ta sử dụng cái vỏ thân có thể thu hái quanh năm sau khi thu hái thì mình rửa sạch sấy cho nó khô hoặc là phơi khô ở nhiệt độ thấp trong ba loại gáo thì cái cây gáo tròn được dùng làm thuốc phổ biến nhất nó góp mặt trong rất là nhiều các cái bài thuốc Bài thuốc đầu tiên em muốn chia sẻ đó là bài thuốc người ta dùng cái cây gáo tròn để chữa cái bệnh sơ gan cổ trướng. Mình có thể sử dụng 10 g cái vỏ thân của cây gáo tròn kết hợp với 10 g cây cỏ xước và 10 g cái cỏ sữa lá lớn. Mình đem tất cả các nguyên liệu đi rửa sạch để ráo và mình thêm khoảng 1,5 lít nước, mình đun với lửa nhỏ cho tới khi nó cạn còn khoảng 500 ml thì mình lọc lấy cái phần nước và chia làm 3 lần uống mỗi ngày. Duy trì một liệu trình khoảng 15 ngày thì cô bác và anh chị sẽ thấy cái bệnh tình của mình nó thuyên giảm. Bài thuốc thứ hai là bài thuốc mà cô bác và anh chị mình sẽ dùng để chữa cái cảm sốt. Mình có thể dùng khoảng 10 đến 15 gram cái vỏ của cái cây gáo tròn rửa sạch cho vào ấm, mình sắc lấy nước đặc và bỏ bã đi uống hàng ngày chữa cái chứng cảm nhiệt cảm sốt rất hiệu quả. Đây cô bác và anh chị, mình à, lấy cái phần quả bên trong này này Người ta sẽ dùng cái quả này có thể chấm muối để ăn, có cái vị chát rất là đặc trưng Hoặc là mình có thể dùng để kho cá, chấm muối ớt ăn rất là ngon Bài thuốc tiếp theo đó là một bài thuốc người ta dùng để chữa tiêu chảy Thì mình sẽ sử dụng khoảng 15g cái vỏ của cây gáo tròn cùng với 10g khổ sâm Tất cả các cái vị thuốc này thì mình rửa sạch và mình cho vào ấm, mình sắc lấy nước uống, bỏ bã theo kinh nghiệm dân gian thì mình chỉ uống khoảng 2 thang thì nó đã có hiệu quả cầm tiêu chảy và ổn định cái đường tiêu hóa rất là hiệu quả. Thêm một bài thuốc nữa, đó là bài thuốc người ta dùng để chữa các cái vết thương nhiễm khuẩn. Khi gặp các cái vết thương mà nó đã bị nhiễm khuẩn, mình có thể sử dụng cái loại gáo tròn với liều lượng là 5 đến 60g cái vỏ của cái thân cây. Sau đó thì mình mang đi rửa sạch, cho vào ấm mình sắc lên với lửa nhỏ. Khi mà cái nước nó đặc lại thì mình sẽ chắt lấy cái nước và mình rửa vết thương. Nó sẽ làm cho cái vết thương của mình nó nhanh khô, chống cái viêm nhiễm vết thương và làm lành vết thương một cách nhanh chóng. Trong ba loại gáo thì cái cây mà em đang quay đây thì cô bác và anh chị sẽ dễ dàng bắt gặp nhất. Tuy nhiên thì cây này có cái dược tính không cao, em sẽ chèn hình ảnh của cây gáo tròn và cây gáo trắng để cô bác và anh chị mình dễ dàng nhận biết, phân biệt và sử dụng đúng cách, đúng mục đích. Với các cái loại gáo này thì nó thuộc họ cà phê, nó có thể cao đến chừng 35 mét lận. Cái phần thân gỗ của nó cũng được nhân dân ta sử dụng. Người ta xử lý đi để làm gỗ, để làm các cái vật dụng hoặc là làm bàn ghế Đây là một loại cây khá là quen thuộc Cô bác và anh chị mình có thể phân biệt, ứng dụng và sử dụng vào đời sống Video của em chia sẻ về các cái loại gáo nước đến đây cũng kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác và anh chị ở các video tiếp theo. Cảm ơn cô bác và anh chị đã theo dõi và ủng hộ kênh để nhận được nhiều video mới nhất. Những cây dược liệu, những cái cây có trong đời sống và có thể ứng dụng vào đời sống. Cô bác và anh chị mình có thể đăng ký và nhấn cái biểu tượng chuông bên cạnh để nhận được video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.